Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin vì sao Bộ Công an xử lý Trần Quý Thanh, Tân Hiệp Phát lúc này liên quan gì đến ông Tổng Bí Thư? Chuyện ông Trần Quý Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát cùng với hai cô con gái Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích bị Bộ Công an cáo buộc chiếm đoạt 767 tỷ đồng mới đây là một ví dụ điển hình cho câu tục ngữ gieo gió ắt gặp bão. Tờ báo Việt Nam Net vào ngày 24 tháng 11 đưa tin với tiêu đề đề nghị truy tố ông Trần Quý Thanh và hai con gái chiếm đoạt tài sản 767 tỷ đồng. Bản tin cho biết ba cha con của ông Trần Quý Thanh đã cho một số doanh nghiệp cá nhân vay tiền nhưng không ký hợp đồng cầm cố tài sản mà buộc ký hợp đồng giả chuyển nhượng rồi chiếm đoạt tài sản của đối tác. Theo cơ quan công an, số tiền mà ba cha con ông Thanh chiếm đoạt của khách hàng có tổng giá trị lên tới 767 tỷ đồng. Ông Trần Quý Thanh và tập đoàn Tân Hiệp Phát từng nổi tiếng với vụ bê bối liên quan đến vụ án con ruồi nằm trong chai nước ngọt của ông Tân Hiệp Phát vào hồi năm 2015. Người tố cáo là ông Võ Văn Minh, một người bán nước giải khát tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Đề nghị truy tố ông Trần Quý Thanh và hai con gái vì chiếm đoạt tiền tỷ. Vụ việc sẽ tóm tắt như sau. Đó là vào ngày 3 tháng 12 năm 2014, ông Võ Văn Minh khi bán quán ăn đã phát hiện có con ruồi trong một chai Number One, sản phẩm công ty Tân Hiệp Phát. Ông Minh đã gọi điện cho công ty Tân Hiệp Phát và yêu cầu công ty này đưa cho ông Minh 1 tỷ đồng để đổi lấy chai Number One chứa ruồi. Đồng thời, ông Minh cam kết rằng không khiếu kiện và giữ bí mật thông tin. Sau đó, Tân Hiệp Phát đã 3 lần cử nhân viên đến gặp ông Minh để thương lượng. Công ty này nói rằng họ không giải quyết bằng tiền đối với sản phẩm lỗi và đề xuất tặng ông Minh một số sản phẩm nước giải khát của Tân Hiệp Phát và xin nhận lại chai Number One 1 chứa ruồi. Nhưng ông Minh không đồng ý, vẫn yêu cầu Tân Hiệp Phát giao tiền, nhưng giảm số tiền từ 1 tỷ đồng xuống 600 triệu và cuối cùng chốt lại là 500 triệu đồng. Vào ngày 23 tháng 1 năm 2015, Tân Hiệp Phát đã tố cáo ông Minh với công an Tiền Giang nhưng vẫn hẹn ông Minh đến nhận tiền. Vào ngày 27 tháng 1 năm 2015, Tân Hiệp Phát hẹn giao 500 triệu đồng cho ông Minh nhằm đưa ông Minh vào bẫy do công an giăng sẵn. Khi ông Minh nhận số tiền do người công ty trao thì bị công an tỉnh Tiền Giang mật phục và bắt quả tang. Đến ngày 18 tháng 12 năm 2015, Tòa án tỉnh Tiền Giang đã kết án ông Võ Văn Minh 7 năm tù vì tội cưỡng đoạt tài sản, theo Điều 135 Bộ Luật Hình Sự. Dư luận xã hội thời điểm đó hết sức phẫn nộ khi cho rằng Tân Hiệp Phát đã sử dụng mưu mô đưa khách hàng sập bẫy vừa khỏi bị mất tiền đền bù, đồng thời đẩy khách hàng vào tù một cách vô lương tâm. Ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam phát biểu tại buổi đến thăm nhà máy nước giải khát của Tân Hiệp Phát vào tháng 8 năm 2014. Điều đáng nói và lưu ý là tính từ năm 2009 về sau đã có hàng chục sự cố liên quan đến sản phẩm nước giải khát của công ty Tân Hiệp Phát. Sản phẩm của Tân Hiệp Phát nhiều lần đã bị tố không đảm bảo vệ sinh an toàn cho sức khỏe người dùng như chứa ruồi hoặc các dị vật khác, vân vân. Với sự cố nào, Tân Hiệp Phát cũng báo công an để bắt người đòi tiền chuộc sản phẩm không đảm bảo vệ sinh của công ty này. Những nạn nhân khác rồi cũng bị kết án tù về tội cưỡng đoạt tài sản như ông Võ Văn Minh. Tục ngữ Việt Nam thường có câu gieo gió ắt gặp bão, được cho là lời răn dạy của những ai muốn hại người để cầu lợi ích thì sẽ gặp tai họa là điều không tránh khỏi. Và cuối cùng thì mới đây nhất, theo kết luận điều tra của Bộ Công an, ông Trần Quý Thanh đã lợi dụng quy định về cho vay để cho vay lấy lãi rất cao. Dù là cho vay tiền, nhưng ông Trần Quý Thanh đã không làm hợp đồng vay tiền, có cầm cố tài sản mà buộc bên đi vay phải lập hợp đồng chuyển nhượng dự án, cổ phần trong dự án với mục đích cưỡng đoạt tài sản của khách hàng. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã đề nghị truy tố đối với ông Trần Quý Thanh, 70 tuổi, và hai con gái về tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 175 Bộ Luật Hình Sự vào năm 2015. Ông Trần Quý Thanh cùng hai con gái Trần Uyên Phương bên trái và Trần Ngọc Bích. Theo giới thạo tin tiết lộ, có nhiều bằng chứng để khẳng định ông Trần Quý Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát, có mối quan hệ đặc biệt với ông Hồ Mẫu Ngoạt, trợ lý của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Cũng theo tờ Việt Nam Net vào ngày 4 tháng 8 năm 2014 đưa tin, vào ngày 2 tháng 8 năm 2014,
tại tỉnh Hà Nam, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm nhà máy Nam Mộ Oanh ở Hà Nam và nhấn nút khởi động dây chuyền sản xuất của nhà máy này. Việc này có tác động của ông Hồ Mẫu Ngoạt theo đề nghị của ông Trần Quý Thanh. Dư luận xã hội thấy rằng người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam vốn trăm công ngàn việc, lý do gì mà lại dành sự ưu ái đặc biệt cho Tân Hiệp Phát bất thường đến như thế? Và điều vừa kể trên có liên quan gì đến việc Tân Hiệp Phát có các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức kinh doanh hay không? Đây là câu hỏi được dư luận đặt ra. Thành ngữ đi qua ruộng dưa thì đừng sửa dây dày. Không hiểu Tổng Trọng sao không biết mà để tránh đi, để rồi lại được mang danh chống lưng cho đại gia đầy tai tiếng Trần Quý Thanh của Tân Hiệp Phát thì cũng không oan chút nào. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin ngày hôm nay: Vì sao Bộ Công an xử lý Trần Quý Thanh, Tân Hiệp Phát và lúc này liên quan gì đến Tổng Bí thư? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vì sao đại án Vạn Thịnh Phát, Nguyễn Phú Trọng đang nỗ lực giải cứu cho Tổng Bí thư. Những quan chức nhận tiền hối lộ trong vụ án Vạn Thịnh Phát nhưng không có động cơ vụ lợi sẽ chỉ xem xét kỷ luật về mặt đảng và hành chính. Đó là phát biểu của Phó Ban Nội chính Trung ương ông Nguyễn Văn Yên tại cuộc họp báo vào ngày 22 tháng 11 đã khiến cho công luận hết sức ngạc nhiên. Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Tờ báo Việt Nam Express Online dẫn lời ông Nguyễn Văn Yên cho biết vụ án Vạn Thịnh Phát là vụ tham nhũng lớn nhất từ trước đến nay, được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, chỉ đạo sát sao, chặt chẽ, có hệ thống. Đồng thời, Nguyễn Văn Yên cho biết người nhận số tiền tham nhũng lớn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng của ngân hàng SCB phải bị truy tố xét xử. Tuy nhiên, đối với người nhận ít, không có động cơ nhận tiền vào dịp lễ Tết như bồi dưỡng quà, không cam kết làm gì để có lợi cho bên đưa tiền sẽ được cân nhắc kỹ lưỡng về nguyên nhân, hoàn cảnh. Các trường hợp này sẽ không xử lý về mặt hình sự, nhưng xử lý nghiêm về mặt kỷ luật đảng và hành chính. Ông Yên cho rằng việc xử lý này là thấu tình, đạt lý và nhắc lại nó cũng là tương tự như vụ đại án Việt Á. Lãnh đạo đảng cũng có chủ trương tha miễn xử lý với người có vai trò thứ yếu, không có động cơ vụ lợi khi nhận tiền bồi dưỡng. Theo giới quan sát, phát biểu kể trên của Phó Ban Nội chính Trung ương, ông Nguyễn Văn Yên một lần nữa là hành động ném đá, dò đường, thăm dò phản ứng của dư luận. Nếu thuận lợi, đảng sẽ tiến tới khẳng định các vụ án tham nhũng theo diện chỉ đạo của cơ quan phòng chống tham nhũng và tiêu cực Trung ương, sau này thì sẽ tha bổng cho các quan chức tham nhũng ít hoặc quan chức nhận quà biếu lễ Tết. Giới bình luận chính trị đặt nghi vấn, phải chăng ông Nguyễn Phú Trọng đề ra chủ trương quái đản này là để giải cứu cho chính bản thân ông, khi ai cũng biết rằng những người như ông thường xuyên nhận quà biếu dịp lễ Tết. Phải chăng ông Trọng đang chừa đường lui cho chính mình, một khi ông nghỉ hưu, thất thế, có thể sẽ bị phe đối thủ hồi tố hay không? Việc Phó Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên so sánh và cho rằng cách xử lý nhân văn tương tự vụ Việt Á là cách nói lấp lửng không trung thực. Vì ít nhất trong vụ án chuyến bay giải cứu đã xét xử và vụ Việt Á tới đây không chỉ là lãnh đạo các cấp cục vụ bị xét xử với những bản án nặng nề mà kể cả tới ủy viên Trung ương Đảng như Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thành Long cũng bị khởi tố bắt giam. Đó là chưa kể tới một loạt thứ trưởng hay tương đương phải đứng trước vành móng ngựa. Bộ ba xe pháo mã Nguyễn Phú Trọng, Võ Văn Thưởng, Lê Thành Hải. Trong lúc vụ án Vạn Thịnh Phát được đánh giá là có mức độ sai phạm lớn hơn rất nhiều so với vụ án Việt Á, thậm chí đặt kỷ lục về hối lộ và thất thoát theo lời của Phó Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên. Vậy mà trong kết luận điều tra chưa đề cập tới vấn đề và chưa thấy có bất kỳ cán bộ cấp cao nào hơn cục trưởng bị liên đới. Chưa kể các vụ đại án nói trên diễn ra trong thời gian rất ngắn, nếu so với vụ đại án Vạn Thịnh Phát của bà trùm Trương Mỹ Lan
diễn ra trong thời gian gần 20 năm, từ năm 1992 cho đến năm 2022, theo kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03, đề nghị truy tố bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vạn Thịnh Phát về 3 tội danh như tham ô tài sản, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và đưa hối lộ. Vẫn theo kết luận điều tra, bà Trương Mỹ Lan là chủ của nhiều dự án bất động sản nổi bật tại các khu đất vàng, đất kim cương ở quận 1, quận 3 của thành phố Hồ Chí Minh. Giới quan sát đặt câu hỏi liên quan đến những việc chuyển nhượng các công sản, các khu đất vàng cho tập đoàn Vạn Thịnh Phát trong mối quan hệ với ông cựu bí thư thành ủy, ủy viên Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Thanh Hải đã tuân thủ theo đúng pháp luật hay không và có bỏ sót tội phạm hay không. Hơn nữa, trong kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 về việc đề nghị truy tố bà Trương Mỹ Lan và các hoạt động của tập đoàn Vạn Thịnh Phát cũng như các công ty thành viên, tại sao vụ việc liên quan đến dự án chuyển đổi công năng Cảng Sài Gòn không được đề cập tới? Phó Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên tại cuộc họp báo vào ngày 22 tháng 11. Theo lời khai trước đây của ông Dương Chí Dũng, bà Trương Mỹ Lan đã thông qua ông Dương Chí Dũng để chuyển đến cố Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ 1 triệu đô la. Trong đó nhớ ông Ngọ chuyển một nửa là 500.000 đô la cho cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang. Còn có vai trò của thư ký cựu Bộ trưởng ông Quang là ông Trần Văn Tiệp hiện nay ra sao cũng không được đề cập tới. Xin nhắc lại, từ lời khai của tử tù Dương Chí Dũng, Tổng Giám đốc Vinalize trên đây diễn ra trong phiên tòa có sự chứng kiến của cố Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thành ngồi dự phiên tòa này. Rõ ràng mức độ sai phạm của vụ án Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan là vô cùng lớn. Vậy mà cho đến nay Bộ Công an chỉ mới truy tố từ cấp vụ trưởng, cục trưởng là một điều hết sức bất bình thường và hoàn toàn không thỏa đáng. Điều đó có liên quan gì đến mối quan hệ mờ ám giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và sâu chúa Lê Thanh Hải, người mà cho đến nay công luận cho rằng không biết Vạn Thịnh Phát thật sự thuộc sở hữu của bà Trương Mỹ Lan hay của cựu ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Vì sao đại án Vạn Thịnh Phát, Nguyễn Phú Trọng đang nỗ lực giải cứu cho Tổng Bí thư. Quý vị và các bạn vừa chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.